Hello cả nhà YouTube ha. Thì hôm nay mình sẽ nấu bún riêu. Cái bún riêu của mình thì mình sẽ mua giò heo. Mình mua giò heo ha mọi người. Bên cạnh giò heo á thì mình còn có những cái xương này nữa nè. Xương này để làm cho nước ngọt thịt ha. Rồi mình thích ăn những cái cục gân này nhỏ giòn này mình thích rất là thích. Rồi mình nấu một miếng thịt cho leo nhà mình ha. Leo nhà mình thì cũng không ăn nhiều đâu, nhưng mà mình sẽ nấu cho anh một miếng gì đó. Đó, mình phải sơ chế mấy này mọi người. Mình phải làm cho nó sạch ha, làm cho rửa sạch nha mọi người. Năm bước vô xả còn nhiều nữa, mình phải rửa sạch, mình sơ chế rồi cho cái thịt này nó thiệt là sạch nha. Mọi người muốn nấu bao nhiêu xương bao nhiêu người thì tùy ý mọi người ha. Cái này mình nấu một sẵn rồi, nấu một nồi luôn, mình bỏ vô tủ lạnh đó. Để rồi mình sẽ ăn từ từ, ăn dần ha. Rồi cái nữa là mình sẽ có một ít tôm á. Tôm này mình ngắt đầu ha. Mình sẽ sơ chế tôm luôn để mình làm cái riêu á. Rồi bên cạnh đó thì mình lại có giá mình làm nè. Còn rau muống này thì một chút là mình sẽ bào ha. Còn cái này rau muống thì mình lặt á, thì có thể là ăn với lại giống dạng canh bún à. Nhưng mà hôm nay mình ăn bún riêu, thì trong thời gian làm bún riêu thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đó làm cách nào luôn, ăn bún dẫn cho mọi người. Có nhiều cách mà, thì ai ăn cách nào ai làm cách nào thì cũng được thôi, cách nào cũng được miễn sao mọi người làm cho ra là được rồi ha. Thì mình ngâm hết ha, cho xả đá ra, toàn là đông đá không mà mọi người. Mình mua mình bỏ trong tủ lạnh có một thời gian thì mình bỏ ra, mình xả ra. Rồi nay mình sẽ hướng dẫn theo cái bóng bún riêu của mình nha. Rửa cho kỹ, giấm muối rồi lum chân cho nó tan ra, làm cho sạch nha. Rồi cái này thì cũng xả ra để lát mình đăng qua làm cái kiêu, do mình cái bếp mình nó nhỏ quá nhưng mà cũng không sao, mình làm cái từ từ nha, tại nó tốn thời gian á. Mình nấu qua đêm á, giờ 8 9 giờ rồi, mình sẽ nấu từ từ, nấu qua đêm. Còn của mình còn có thêm nữa là, để mình lấy cho mọi người coi. Mọi người không phải sát muối nhiều vô, còn bỏ thêm giấm nữa mọi người, chế thêm giấm vô chà rửa thì kỹ thiệt là sạch nha. Rồi xong sau đó phải luộc sơ qua một lần nữa đó. Cái này là sơ chế ba cái thịt này nè, nếu không sơ chế nó rất là tanh nha mọi người, tanh lắm tanh lắm. Làm cho kỹ thì mình ăn sẽ ngon miệng hơn, thịt nó sẽ ngon hơn nha mọi người đó. Mình sẽ chà sát rửa nó, rửa lại cho kỹ thiệt là kỹ luôn, với giấm với muối đó. Người rửa bằng rượu nữa ha, cái giò của mình ha, mình làm cho kỹ thì là kỹ luôn đó. Chế một tí giấm vô, rửa thiệt là sạch, xả thật là sạch lại nha mọi người, làm cho kỹ ăn mới ngon miệng mọi người ơi. Đây cái nồi của mình ha, sau khi mình rửa đồ á, mình hầm xương, rửa xương rồi cho nó sạch với lại giấm với muối á, xong mình lượt qua một lần, mình luộc sơ nữa nha mọi người. Rồi bây giờ mình bỏ vô hầm nè, mình phải vớt bọt á, vớt cho nó hết bọt để cái nước nó trong ha. Hầm từ từ ha, nấu một nồi bún riêu cũng rất là mệt nhưng mà ăn nó ngon mọi người, nó sạch ăn nó ngon, mọi người phải kỹ ha. Rồi mình có bỏ một xíu muối vô nè, bỏ một cái cục đường đường phèn á, kêu bỏ đường phèn ha, để cho nó thấm thấm vô cho nó ngọt. Không có bỏ bột ngọt, qua đây là không có ăn bột ngọt nhiều, ai muốn ăn bột ngọt thì bỏ bột ngọt mọi người, không sao chứ ăn ít thì không sao đó. Cái nồi nước lèo của mình ha, mình hâm đây đó, cái nồi của mình đó, thấy không, lửa riu 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 cứ vậy thôi, cũng không làm lớn lắm, cho nó tiêm từ từ đó, cái nồi nó sẽ trong hơn ha. Đó, cái nồi nước lèo á mọi người, hầm từ tối tới giờ luôn á, xong nước lèo mình vớt ra. Nhưng mình có đậu hũ nè, ô kem đậu hũ trắng nè mọi người, mua trong siêu thị đó mọi người, về lượt cái nước lại gõ nước đi, mình để qua đêm cũng được nữa. Rồi bắt đầu mình chiên để đậu hũ nó ngon nè mọi người đó. Còn cái thịt mình thích ăn thịt mềm nha mọi người, đó thịt hiền của xương của mình đã xong rồi đây, thì khi nào mình ăn mình bỏ vô thôi, để mình ngâm trong cái nồi mình nấu đi nấu lại nó rất là cực mềm luôn, cái này nó khá mềm rồi đó. Đây mọi người, đậu hũ mình đã chiên rồi nè, vừa thôi cũng không có cần nó giòn lắm. Còn nãy Leo đi đưa đưa ông chú đi làm á, cái mình kêu Leo mua một ít cà chua ha, là nấu hết luôn cái nồi, mình cũng hơi bị nước nhiều, với lại Leo cũng thích ăn cà chua. Rồi mình làm cái cua luôn nha mọi người, cho mọi người thấy ha.
Thì cách nấu ăn là của một mỗi người mỗi khác, nên là cái đây là cái cách mình nấu thôi, nên là họ chia sẻ lại, mọi người thấy thích thì nấu theo thôi, chứ cũng không có phải là chỉ dạy gì ai. Thì mọi người thấy cái kênh của chị Bình Phiên á, chị đó nấu ăn, chỉ nấu ăn rất là tỉ mỉ và tinh vi. Còn Sơn là Sơn chỉ nấu những cái món mà Sơn thích thôi à. Từ đây nha mọi người, cái này là gạch gạch tôm nè, thì gạch tôm gạch cua gì cũng được hết mọi người. Cái này thì gạch cua, mấy bữa thì mua này trước rồi thế này nó hết rồi cái mua thêm này. Thì cả hai này mình nấu, sẽ nấu hôm nay để làm gạch ha. Thì mình sẽ băm nhuyễn cái tôm này ra cho, rồi mình trộn với cái gạch cua này, mình trộn lại xong rồi mình bỏ thêm mấy trứng gà nữa mọi người. Đây ha, mình lấy thêm 3 trứng gà nữa. Thì sau khi mình đâm cái này rồi, mình bỏ cái này vô, hai cái này vô luôn, rồi mình chừa cái nước màu điều lại ha, để nó nhiều quá mình đập trứng vô, mình trộn đều nó lên hết. Thật sự mấy cái này nó đã vừa ăn rồi mọi người, mình không cần nêm nếm gì nữa hết trơn á, nó có sẵn rồi. Còn ai mà thích mua cua về nấu thì mua cua ha, mấy loại này ở trong, cái này là của Thái, ở trong siêu thị nó bán rất là nhiều luôn. Con này là của Thái luôn hả, Thái Lan nè, chữ Thái Lan nè. Gạch cua gạch tôm thì nó cũng giống nhau thôi, thì muốn ăn gì ăn, muốn ăn thêm gì đó mua. Rồi mình đâm nhuyễn cái này ra, bỏ hai đó vô trộn với này, mình bỏ vô microwave á nha. Nếu là mình canh nghe có thể là 1 phút để cho nó vừa nó đặc lại á, đặc 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 lại, đừng có quá bị khét nha. Rồi đó, sau đó mình sẽ bỏ vô nồi súp ha, để mình làm cho mọi người coi nha. Mọi người cắt gà ra đây nè, cắt hết ra luôn đó. Xong rồi bỏ vô đây xào cho nó cà thấm thấm chứ thôi, đừng có cà xào chín quá. Rồi mình bỏ vô cái nồi súp của mình. Thơm không, thơm không mọi người, thơm không, quá thơm luôn. Mỗi người là có một kiểu ăn, người ăn mặn ăn lạt, người ăn ngọt ăn chua, tùy theo ăn kiểu gì đó ăn. Chắc chia sẻ của mình cho mọi người biết thôi, xào sơ sơ thôi, bỏ đồ hũ vô luôn, xào sơ sơ lên cho nó có màu chơi. Rồi xong rồi mình làm cái riêu ha, lát trưa mình với Leo lại ăn cái món này luôn, ăn món riêu luôn. Cái này nó nhờ màu dầu điều lên nó đẹp lắm mọi người, màu dầu điều á đẹp ha. Đó sơ sơ thôi, miên nếm cà no vô nghe mọi người, cho thấm thấm vô một xíu vậy thôi, thấm qua thấm lại thấm. Xong rồi mình đổ vô cái nồi của mình, đổ vô cái nồi chiên của mình. Tại vì một tay cầm một tay ấy nha mọi người. Bây giờ mọi người mời mời nó đổ vô nồi của mình ha, đổ hết vô, lấy nước xuống nó nè, nước rất là ngon. Một tay cầm một tay quay là nó rất là ấy. Đúng riêu thưởng đây này, người ta không có thể là lấy thêm người ta, để mình vét cái này xuống nè. Rồi mình bắt cái nồi này lên là để luộc bún rồi mọi người, luộc bún, luộc bún. Rồi cái nồi của mình là cho riêu riêu cho nó thấm vô ha. Đây nè mọi người, mình đâm cho nó nhuyễn cái tôm này ra ha. Cái nhuyễn cái tôm mình bỏ gạch cua vô, mình trộn đều lại, đập 2-3 cái trứng vô, tùy theo mọi người thấy vừa thôi, mọi người bỏ, không cần nêm gì hết. Đập cho nhuyễn ra, cho nhuyễn ra, bỏ rồi bỏ vô microwave hấp lại. Đây là cái tô riêu cua của mình ha, thì mình sẽ bỏ trong microwave. Mình lấy cái dĩa mình co vào lại để nó không nó dơ cái microwave của mình. Xong nó hơi chín chín rồi á là mình xẻ ra từng miếng, đó là cái riêu cua đó. Thấy không? Mọi người thấy đơn giản không? Riêu cua chỉ vậy thôi chứ không làm gì khó khăn hết trơn á. Tại Mỹ cần phải thời gian để mà ăn lẹ, là nghỉ lẹ chứ không có thời gian đâu mà làm cho cố ra ăn cái kiểu mà ăn ăn chữa trái, ăn cái kiểu mà chống thèm thôi. Ăn cái kiểu giả chiến chứ không phải là giống như Việt Nam mình có cua rồi sẵn. Đây là cái của mình nha. Đây mọi người ơi, cái nồi bún riêu của mình ha. Nay mình bỏ dầu màu điều nhiều nè ha. Thì tùy mọi người thôi, thích ăn màu điều hay không ăn màu điều. Hôm nay mình làm cái cua nó không còn được đặc nữa mà nó tan ra gì luôn nè mọi người. Cua nè, đó. Ngon ghê không?
Ây dù, ngon nha mọi người, ngon nha mọi người ơi. bún ha, mình làm một tô bún riêu cho mình nha mọi người, đói bụng mà. Thì cái này mọi người có hành ngò thì bỏ hành ngò vô nhiều nó cũng rất là ngon ha. Đó, hành này thì mình để hành đông đá, mọi người sắc ra chứ để ăn nó bị hư hết trơn, bỏ hành đông đá. Bây giờ mình gắp thịt ha, mình chọn thịt cho mình nha mọi người. Cái này mình phải phải nhúng vô, tại vì mình không nhúng là nó, mình ăn cái giò nhỏ nhỏ này nè, mình thèm ăn cái giò nhỏ nhỏ này lắm. Để mình nhúng vô. Thì mọi người có rau gì thì ăn rau đó nha mọi người. Mình có rau muống nè, giá với lại chút xíu, mình không có rau quế, rau ngò, rau găm á, rau muống bào nha mọi người, rau muống bào nhìn cực ngon luôn, rồi xà lách đó, đó là mình ăn kèm nha. Ta ta ta, xong bún riêu của mình đây nha mọi người. Bây giờ mình thưởng thức thôi mọi người ơi, mời mọi người ăn bún riêu với mình nha. Đó, đó là cái cách mình nấu một nồi bún riêu nha mọi người. Tới bàn ăn đây, mời mọi người ăn bún riêu với mình nha.